là như vậy nha. Thì trên này sẽ có cái format là cái lựa chọn cái khung khung có hình ảnh. Mình sẽ lựa chọn một cái khung tùy theo sở thích của mình. Đây, ví dụ như mình chọn click vào đây. Đấy. Khi mình xuống xuống thì sẽ có thể nhiều hình ảnh khác này. Và nhiều cái khung khác để cho mình lựa chọn. Đấy, như vậy nhá. Sau khi mình đã có hai cái hình ảnh như vậy thì mình sẽ làm tiếp vào hiệu ứng. Thì sẽ có hai hiệu ứng các bạn. Đầu tiên là hiệu ứng content, hai là hiệu ứng slide. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng hiệu ứng slide này. Và mình kích vào transition này. Đây, và mình chọn hiệu ứng này. Đi theo sở thích của mỗi người. Còn đây là hiệu ứng content này. Mình kích vào administration này. Và chọn hiệu content cho nó. Mình muốn hiệu content là hiệu ứng nếu mình muốn là cho cái chữ này có hiệu ứng thì mình kích vào đây. Chữ này cũng vậy, mình cũng sẽ kích ảnh vào. Đấy. Mình nhập. Như vậy nhá. Xin chào mọi người, chào mừng bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về PowerPoint. Thì trên màn hình của mình đã có một cái slide PowerPoint và có hai cái ô như vậy. Thì ô đầu tiên là click to add Twitter này, ô thứ hai là click to add Twitter. Thì ô đầu tiên thì hiển thị cái cho mình là làm cái gọi chủ đề vào cho cái đề của mình vào. Đấy. Giờ thì mình sẽ chọn một cái mẫu design bất kỳ này. Mình sẽ sang ô vuông, chọn một cái design. Đây là design đầu tiên. Đây là design mình sẽ chọn này. Đây là mẫu design mới này. Đấy. Mình kéo nó xuống nhé. Trên này thì mình sẽ gõ cái chủ đề của mình vào. Thì hôm nay mình sẽ gõ là cái đấy là mình sẽ copy còn phải đăng ở Hy Lạp. Đây. Mình bôi đen chủ này. Chọn sang hôn. Và in đậm nó lên. Thế rồi mình sẽ căn chỉnh nó lại này. Như thế này. Mình kéo ra. Mình di chuyển lên trên cùng. Và mình cho chữ nó thêm sang màu đen nhé. Đấy, như vậy. Còn ở phía này thì mình sẽ cho cái thông tin liên lạc của mình ở thông tin cơ bản thư bản ví dụ như tên hoặc là để mình thử trên slide. Thì đầu tiên là hoặc là mình có một đoạn giới thiệu về cái chủ đề mà mình làm. Ở đây thì mình sẽ có một đoạn giới thiệu như vậy. Đấy. Và mình sẽ bôi đen nó chọn chữ Tabular menu này. Và mình gắn đều hai bên cho nó về gọn gàng hơn và mình kéo ra. Đấy, như vậy. Đấy, rất là đơn giản. Như thì mình sẽ cho cái số tiền vào để mình sẽ lưu hai hình ảnh. Mình sẽ lưu hình ảnh còn hai đăng này. Insert vào này trong picture và mình sẽ insert hai nhận lại, mình bấm phím control và cho hai nhận xuất hiện luôn nhá. Đây có hai nhận như vậy, bạn có thể ở đây sẽ có hai nhận như vậy nhá. Giờ thì mình sẽ kéo nó ra cho nó phù hợp với cái slide của mình. Đấy, kéo nó ra như vậy.